Hạng nghiên cứu và tư vấn bất động sản Savo Việt Nam vừa công bố doanh số bán nhà đạt mức kỷ lục trong quý 3, đặc biệt trên phân khúc biệt thự và nhà liền kề. Theo số liệu của Savo, chỉ tính riêng trong quý 3 năm 2016, tổng số lượng biệt thự và nhà liền kề tại Thành phố Hồ Chí Minh bán thành công đã tăng đến gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó phân khúc nhà liền kề chiếm đến hơn 70% tổng lượng giao dịch thành công, chỉ riêng quận 2 và quận 9 chiếm đến hơn phân nửa doanh số bán. Ông Neil McGregor, giám đốc điều hành Savo Việt Nam cho rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến cho lượng giao dịch biệt thự và nhà liền kề đạt mức kỷ lục trong quý này, chủ yếu là do các chủ đầu tư đang tung ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người trung lưu. Về giá cả, lẫn các tiện ích được thiết kế đồng bộ khiến cho phương khúc này trở nên hấp dẫn hơn so với các sản phẩm cùng loại giai đoạn trước đây. Số liệu cho thấy thị trường có 6 dự án biệt thự nhà liền kề mới được chào bán trong quý này, cộng với 5 dự án hiện hữu phát triển giai đoạn mới, cung cấp ra thị trường thêm 1.100 căn nhà mới. Nếu tính chung trên cả thị trường, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có khoảng 3.800 căn biệt thự và nhà liền kề mới đang được chào bán, hầu như đang tập trung ở phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tiêu thụ biệt thự và nhà liền kề đang ở mức 32%, đây là tỷ lệ hấp thụ cao nhất trong vài năm trở lại đây.